Van người cũ Bắc Xa và Hà Lan, Indonesia vừa trải qua giai đoạn thất vọng ở vòng loại World Cup 2022 khi thua toàn bộ 4 trận đã đấu. Chuỗi kết quả tệ hại này nhiều khả năng dẫn đến biến động trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia. Theo những thông tin mới nhất, liên đoàn bóng đá Indonesia, PSSI, đang xem xét Giovanni van Bronckhorst như mục tiêu hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng thay Simon McBenemy, Thông tin về việc PSSI nhắm đến van Bronckhorst xuất hiện từ vài ngày trước và hiện tại có khả năng thành hiện thực rất cao. Van Bronckhorst từng có thời gian thi đấu thành công trong màu áo Barca và đội tuyển Hà Lan. Trong sự nghiệp huấn luyện, Van Bronckhorst nắm phay not từ 2015 và vừa chấm dứt hợp đồng cuối mùa 2018-2019. Một trong những yếu tố quan trọng mà PSSI nhắm đến Van Bronckhorst là nhà cầm quân 44 tuổi này mang trong mình dòng máu Indonesia. Cha của Van Bronckhorst là người Hà Lan gốc Indonesia, trong khi đó mẹ ông đến từ quần đảo Maluku biển đông Indonesia. Những ngày qua, người hâm mộ Indonesia liên tục đòi Simon McBenemy từ chức. Sau những trận thua mối mặt, đặc biệt, làn sóng chỉ trích huấn luyện viên người Scotland tăng cao sau trận thua Việt Nam 1-3, khi Indonesia có thêm cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, McBenemy tuyên bố bị trầm cảm sau những thất bại, nhưng nhất quyết không chịu từ chức. Theo phân tích của báo chí Indonesia, những ngày qua PSSC cần phải ổn định bộ máy mới, nên chưa có phán quyết cuối cùng về tương lai McBenemy không loại trừ khả năng PSSC sẽ thông qua quyết định sa thải McBenemy trong tương lai gần, và liên hệ mời Van Bronckhorst, người có năm danh hiệu khác nhau với Feyenoord, bao gồm một chức vô địch Hà Lan.